Thưa quý vị, hôm nay Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất năm 2024. Hội thi đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả và bà con đồng bào dân tộc các địa phương về dự. Hội thi thu hút sự tham gia của 7 đội đến 7 huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh và Đức Linh. Mỗi đội có 15 người, chủ yếu là cán bộ thôn, xã, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia 4 phần thi, chào hỏi, trắc nghiệm kiến thức, xử lý tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung các phần thi đều xoay quanh các chủ đề về pháp luật mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến việc thực thi pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong những năm qua thì cũng đã có tổ chức các hình thức, tuy nhiên việc tổ chức một cái hội thi quy mô và có nhiều cái nội dung hình thức, nội dung thi thì đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức tại cấp tỉnh. Thì với hội thi này thì hàng năm thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái hình thức này và cũng sẽ có những cái thay đổi để cho nó phù hợp và xác thực hơn đối với tình hình thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và đặc biệt là trong cái thông qua hội thi này, chúng tôi sẽ phát hiện những cái nhân tố hay là những cái phương thức, cách thức tổ chức tuyên truyền làm sao cho thích hợp và hiệu quả nhất đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với hình thức sân khấu hóa phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đẩy mạnh việc tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nêu gương những cán bộ, cộng đồng, người dân tiêu biểu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tánh Linh là chọn cái chủ đề là tảo hôn trung vùng dân tộc thiểu số để mà cùng với lại ban ngành cũng như là cả nước là tuyên truyền mạnh hơn nữa cái vấn nạn tảo hôn trung vùng dân tộc thiểu số, nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống cũng như là phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tụi em cũng cố gắng dành thời gian để mà tập luyện sao mà cho nó có hiệu quả nhất. Mình cũng muốn là có một cái chiến thắng đem về, còn không thì đó là một sự trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, nên các đội tham gia đều chuẩn bị rất chu đáo. Trải qua 4 phần thi, các thí sinh đều rất tự tin, thể hiện năng lực và sự hiểu biết của mình trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào. Thấy đây là một hội thi rất sức là ý nghĩa, nó giúp cho các cộng tác viên rồi các tuyên truyền viên ở địa bàn dân cư nắm và hiểu rõ hơn về các chủ trương chính sách của Đảng đối với công tác dân tộc trong thời gian vừa qua để truyền tải rồi là vận động giải thích người dân cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt những cái mục tiêu, những cái tiêu chí mà đã được đưa ra trong cái các chương trình mục tiêu phát triển đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một cái sân chơi để mà các đội về tham gia giao lưu học hỏi với phần hội thi của đơn vị Bắc Bình. Với cái phần thi thì cũng là có cái đầu tư và còn muốn giao lưu học hỏi để mà cùng tất cả các đội bạn để mà làm sao cái hội thi này có tuyên truyền rộng rãi đến với tất cả mọi người. Bế mạc hội thi, ban tổ chức đã trao giải tập thể gồm 3 giải khuyến khích, 2 giải ba, 1 giải nhì. Đội Bắc Bình đã đạt giải nhất. Về giải cá nhân, ban tổ chức trao 1 giải khuyến khích, 1 giải ba, 1 giải nhì. Với phần thể hiện xuất sắc, thí sinh Bùi Duy Tân đến từ đội Bắc Bình đã giành giải nhất cá nhân của hội thi.